Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 7 ngày 2 tháng 9 năm 2017 của 12 con giáp. Tử vi thứ 7 của người tuổi Dậu có thổ sinh kim vượng, gặp may mắn về đường tài lộc. Người kinh doanh thì buôn may bán đắt, gặp khách hàng tốt. Người làm công thì có thưởng, có lộc, đường tiền bạc hanh thông. Nhìn chung những tháng ngày dễ chịu của bản mệnh đã đến rồi. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Tử vi thứ 7 của 12 con giáp cho biết, tam mục cục mang tới cho bạn quý nhân vận cực kỳ rạng rỡ, đi đâu cũng có người giúp đỡ, chỉ đường, dẫn lối. Người tuổi Tý có nhân duyên tốt, lại hoàn toàn gặp may mắn, người xấu không thấy đâu, chỉ toàn có người có lòng có dạ, khang khái và chân thành. Gặp được chuyện tốt như vậy, ngoài việc do duyên số, được ưu ái thì cũng còn phải kể tới tính cách lương thiện và cách đối nhân xử thế rất chu toàn của bạn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nên giữ vững được nguyên tắc làm người thì như vậy đều sẽ gặp được những người tốt giúp đỡ mình thôi. Cố gắng lên nhé! Tài vận dung có nhiều cơ hội để gia tăng tài sản. Dù hôm nay là ngày nghỉ lễ nhưng có vẻ như người tuổi Tý không hề nghỉ ngơi, vẫn rất tích cực trong việc kiếm tiền, điều kiện tốt, may mắn lại gặp được rất nhiều chuyện như vậy nên không lạ khi bạn có những khoản thu nhập dồi dào. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Tuất. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi, người tuổi Sửu trải qua ngày thứ 7 với Sửu Thìn tương xung nên có tranh chấp, rất dễ gây mâu thuẫn với người khác, nhất là khi tới những nơi đông người hoặc tụ tập bạn bè, người thân, không tránh khỏi bất đồng quan điểm, rất dễ tiến triển căng thẳng hơn, thậm chí là xô xát. Sự nghiệp khá tốt, những công việc cần hoàn thành bạn đều đã sắp xếp trong thời gian trước khi nghỉ, thậm chí ngay cả khi nghỉ ngơi, người tuổi Sửu cũng rất tích cực nghiên cứu thêm thông tin để hoàn thiện trách nhiệm được giao. Với nỗ lực như vậy, tuần mới đi làm sẽ rất thoải mái đấy. Tình cảm riêng tương đối ổn định, bản mệnh của mệnh đào hoa khá tốt nhờ vào đào hoa chiếu mệnh. Nhân dịp này sẽ được giới thiệu với nhiều đối tượng, có thể thông qua trò chuyện để tìm hiểu về nhau thêm. Dù không tiến triển thành người yêu, nhưng làm bạn thì cũng rất tốt. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, nâu, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Mão. Tử vi tuổi Dần. Tử vi ngày 2 tháng 9 năm 2017 cho thấy, thực thần tốt lành nên bạn có những mối quan hệ rộng rãi, không bó hẹp trong khuôn khổ công việc hay bạn học hỏi. Tuổi Dần giỏi xã giao, lại hay đi đây đi đó nên bạn bè rất phong phú. Những người này không chỉ giúp ích cho công việc mà còn khiến cho cuộc sống trở nên vui vẻ hơn. Một số người có thành kiến với bản mệnh nên tốt nhất là không quá để tâm. Điều này tuy ảnh hưởng tới nhân duyên tình yêu nhưng có những thứ chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Ví dụ như đối tượng bạn thích, hiểu nhầm bạn hoặc là nhà người yêu, con tượng không tốt chẳng hạn. Nỗ lực nhất mà người tuổi Dần có thể làm chính là sống chỉn chu theo chính con người của mình. Thanh giả tự thanh, bản chất tốt xấu thế nào sẽ tự khắc bộc lộ qua năm tháng, không cần phải cố gắng gồng mình lên. Đường duyên tạm thời chưa thuận nhưng tương lai thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão. Xem báo tử vi có Mão Thìn tương hại, hãy đề phòng tiểu nhân rình rập hãm hại. Người này có thể quen biết với người tuổi Mão nên rất dễ ra tay. Bạn hãy tỉnh táo sáng suốt, làm việc thận trọng và đừng nên quá tin tưởng vào ai đó. Những vấn đề quan trọng hãy tự mình giải quyết cho yên tâm. Ngày có tương quan nên đường sự nghiệp không ổn lắm, đang vào ngày nghỉ lễ nhưng bạn cũng không ung dung đi chơi như người ta mà phải lo lắng để giải quyết những vấn đề phát sinh. Đành phải khó chịu vậy, người có công lãnh đạo nhất định sẽ được ghi nhận, tự thưởng và xứng đáng. Thiên ấn tốt lành mang tới những niềm vui lớn về tình cảm gia đình trong ngày nên tuổi Mão cảm thấy thoải mái hơn, dù vẫn phải làm việc hoặc trực ban nhưng bạn cũng có thể tranh thủ thời gian về quây quần bên người thân, chẳng cần đi đâu xa, như vậy cũng đủ ấm áp lắm rồi. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, xanh lá, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Ngọ. Tử vi tuổi Thìn. Theo tử vi phương đông của 12 con giáp, người tuổi Thìn thổ khí vượng, tinh khí ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của người tuổi Thìn, nhất là dạ dày. Trong người khô háo, dạ dày đau, nếu không nghỉ thời tĩnh dưỡng tốt thì sẽ có thể bị xuất huyết dạ dày, mất luôn cả ngày nghỉ lễ vui vẻ. Hôm nay đường xuất hành gặp cản trở do thất sát báo, điềm tai nạn, va chạm lại thêm sức khỏe không tốt. Người tuổi Thìn nên ở nhà nghỉ ngơi hoặc chỉ đi tới những nơi địa điểm gần. Quan trọng nhất là vẫn chú ý thân thể, không tham gia những hoạt động mạo hiểm để có kỳ nghỉ an toàn. Hỷ dự ghé thăm, thiên hỷ mang tin vui tới cho bản mệnh. Có thể là bản thân bạn, cũng có thể là những người thân có tin cưới hỏi, mang thai, sinh con, mở tiệc mừng. Không khí tưng bừng hoan hỷ làm bạn phấn chấn hẳn lên. Nhưng cũng đừng vui vẻ quá mà uống nhiều rượu bia, không tốt cho dạ dày đâu đấy nhé.
Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 15 giờ 17 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Hợi. Tử vi tuổi Tỵ. Tử vi hôm nay của người tuổi Tỵ vì ngũ hành tiêu hao mà thân thể không tốt, khí nóng trong người bốc lên dễ cao, mắc các bệnh về khí huyết. Đặc biệt là nếu thời tiết oi nóng thì bạn cảm thấy cực kỳ khó chịu và đau đầu, choáng váng, thỉnh thoảng tức ngực, với giải nghiệu, người ốm đau thì còn rất có thể bất ngất bất ngờ. Dịch mã tốt cho việc xuất hành, di chuyển, nhưng với tình hình thân thể như vậy, lại trong ngày lễ đông đúc như thế này, kiến nghị bản mệnh nên cân nhắc. Tuy rằng cần lần xuất hành này rất có thể sẽ có lợi cho công việc cũng như thu nhập của bạn, nhưng sức khỏe thì không thể lơ là được. Tình cảm đang lên, có nhiều lý do để người tuổi Tỵ muốn kết thúc đời sống độc thân và bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Ngoài tình yêu, bạn còn chuẩn bị sẵn sàng cho quãng đường dài phía trước. Hãy nhanh chóng thông báo tin này cho người thân và tiến hành thôi nào. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 17 giờ 19 giờ, màu sắc cát tường, hồng, tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Tý. Tử vi tuổi Ngọ. Cuối tuần này người tuổi Ngọ có chi ngân dẫn đường, mang tới bước ngoặt quan trọng trong công việc. Bạn sẽ được giới thiệu, làm quen với những người có thể nâng đỡ mình trong sự nghiệp. Đây là cơ hội rất tốt, đừng bỏ lỡ, tận dụng thật tốt để tăng thêm lợi thế cho mình. Song nếu chỉ dựa vào người khác thì sẽ không bền lâu, bản mệnh cần tự nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng. Tranh thủ ngày nghỉ, ngoài vui chơi thì lên kế hoạch học tập, định hướng bản thân trong tương lai, sẽ có rất nhiều thứ bạn nên quan tâm nếu muốn sự nghiệp vững chắc hơn. Ngày bản mệnh cần đề phòng nạn đào hoa, có kẻ thứ ba xem vào tình yêu hôn nhân. Ngoài việc để mắt tới đối phương thì chính người tuổi Ngọ cũng phải là tự để tâm tới mình, tự tin độc lập và hấp dẫn hơn, đồng thời có thái độ tích cực trong mối quan hệ của hai người. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 13 giờ 15 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Sửu. Tử vi tuổi Mùi. Tử vi hàng ngày của người tuổi Mùi có thất sát tàng họa, cẩn thận tai nạn, va chạm. Ngày lễ người đông, xe cộ nhiều, bạn càng phải chú ý hơn nữa khi ra ngoài. Tốt nhất là không tới những nơi tụ tập quá đông đúc, không di chuyển đi xa, không lui tới những địa điểm có địa hình hiểm trở. Chuyện tình cảm khởi sắc hơn nhờ sao Hồng Loan làm mối, những mối quan hệ của bạn đều phát triển tích cực. Tuy rằng người độc thân vẫn chưa hẳn có đối tượng ngay, nhưng đời sống tình cảm rất phong phú, nhiều bạn bè cũng có những người cùng tâm sự trải nghiệm cũng đã rất vui rồi. Ngày có tiểu hao, tiêu pha mua sắm hoặc hóng hóc đồ đạc khiến cho bạn hao hụt một khoản không hề nhỏ. Vì thế, để tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, người tuổi Tuất đừng nên có ý định dạo phố hay xem cửa hàng online. Ngoài ra cũng chỉ nên mang theo những khoản tiền vừa phải thôi nhé. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 11 giờ 13 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân. Tử vi ngày 2 tháng 9 năm 2017 của người tuổi Thân khá hanh thông nhờ có tam hợp cục. Tuy rằng vận trình không có điểm nào quá nổi trội, nhưng mọi phương diện thì đều rất tốt. Có thể nói là một ngày bình an, bạn có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ lễ của mình một cách trọn vẹn, không phải suy nghĩ gì nhiều. Nhưng cẩn thận mất tiền vì có đạo heo hung tinh rất mạnh và phải mất trắng, mà thường là do bất cẩn nên đánh rơi đồ đạc giá trị hoặc bị lừa đảo. Thế nên bản mệnh khi ra ngoài, nhất là khi lui tới những nơi đông người thì hãy bảo quản thật tốt đồ cá nhân và không nên tin tưởng người quá, hãy có lòng nghi ngờ một chút nhé. Thân thể mạnh khỏe, bản mệnh có thể đi du lịch xa, tham gia các hoạt động dã ngoại mang tính chất thể dục thể thao như leo núi, chèo thuyền, đi bộ đường dài, đạp xe việt dã, vừa nghỉ ngơi giải trí lại vừa kết hợp rèn luyện sức khỏe, còn gì tuyệt vời hơn nữa nhỉ? Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Thìn. Tử vi tuổi Dậu. Tử vi thứ bảy của người tuổi Dậu có thổ sinh kim vượng, may mắn về đường tài lộc. Người kinh doanh thì buôn may bán đắt, gặp khách hàng tốt, người làm công thì được thưởng, có lộc, đường tiền bạc hanh thông, nhìn chung những tháng ngày dễ chịu của bản mệnh đã đến rồi. Tuổi Dậu có sự cố gắng và cần cù, ngay cả khi nghỉ lễ, bạn cũng không dành toàn bộ thời gian đi chơi mà vẫn xem xét công việc, chuẩn bị cho những phần chưa hoàn toàn hoàn thiện để sau khi nghỉ lễ sẽ bắt tay vào làm. Tinh thần này rất đáng khen, cũng sẽ mang tới cho bạn kết quả tốt hơn. Tuổi Dậu vốn không nóng tính, nhưng vào ngày có ngũ quỷ quấy phá, dễ va chạm với những người khác. Chú ý kiềm chế nóng giận, tránh cãi vã, vừa rước bực vào thân lại tổn hại những mối quan hệ xã giao, có khi vì chuyện nho nhỏ mà phát sinh thành xô xát liên quan tới kiện tụng thì rất phiền hà. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, ánh kim, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất. Khác với tử vi ngày 1 tháng 9 năm 2017, hôm nay Thìn Tuất tương xung và đường tình cảm của bạn rất không ổn.
có dấu hiệu rạn nứt rõ rệt. Người độc thân còn tệ hơn, bạn được người khác giới thiệu đối tượng nhưng nhanh chóng làm cho người ta chạy mất vì sơ ý nhất thời. Nhìn chung bạn mẹ hãy quan tâm hơn tới bản thân và gia đình, đừng mơ về yêu đương nữa. Tạm thời gian này không hề thích hợp, chỉ có thể nói là thuận theo tự nhiên thôi. Bù lại, gia đình luôn dang rộng cánh tay và đón bạn bất cứ lúc nào, không lo cô đơn đâu. Tuổi Tuất đang chuẩn bị tiến hành dự án, công việc mới để tranh thủ dịp nghỉ này để lên kế hoạch hoàn thiện và triển khai từng bước đầu đi nhé. Có quan tinh ủng hộ, mọi chuyện trôi chảy hơn nhiều lắm, đừng đợi tới hết kỳ nghỉ lễ mới làm thì lại lỡ mất cơ hội rồi. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 13 giờ 15 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thứ bảy là ngày đối tốt với những gia vận của người tuổi Hợi. Tiền nước hài hòa, trong nhà có người cao tuổi sống thọ, con cháu quây quần, anh em hòa mục, vợ chồng thương ái. Ngày nghỉ lễ về nhà hưởng không khí đầm ấm như thế này thì bao nhiêu chuyện phiền toái, lo lắng đều tan biến hết. Nhưng lưu ý là thân thể của bạn hơi kém do ngũ hành bất hòa, hãy quan tâm hơn tới sức khỏe của mình, không nên thức quá khuya và nhớ bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Ngoài ra trong ngày có thiên tài, chăm sóc mẹ của mình nhé, nên thường xuyên quan sát, có thể mẹ bạn đang ốm đau đấy. Người tuổi Hợi ra đường phải chú ý chuyện vi phạm giao thông, vừa mất tiền vừa mất thời gian. Tiêu hao rất nhanh sẽ khiến cho bạn phải chia ví ra, nhớ đi đúng quy định, làm chủ tốc độ và nhường nhịn người khác. Ngày lễ đông đúc, nếu có va chạm thì lấy dĩ hòa vi quý làm đầu. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 13 giờ 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.